Sau đêm thi đầu tiên của vòng ranh giới, đã có 4 chiếc ghế tìm được chủ nhân. Trong đó, ghế số 1 đã thuộc về thí sinh Trần Ngọc Đỉnh. Đêm nay, chỉ còn lại 4 chiếc ghế nữa thôi. Liệu chiếc ghế số 1 có đổi chủ? Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi yêu tư đang đong đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan tan, cuộc tình đã mất thật xót xa. Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi vì anh vẫn yêu em nhiều. Hôm nay bật khóc biết cho nhiều người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vàng cho trái tim em nơi này. Cái chất giọng mà vang ấm của anh nó rất là hợp với cái bài hát này. Không có cô gái nào mà nghe như vậy mà chịu nổi. Nhìn thấy nó nghèo lắm em. Hát bằng cái trái tim của mình và giọng của em hôm nay rất tốt. Giọng hát rất là trầm ấm, dày và có một cái gì đó rung rất là truyền cảm. Chúng ta cùng đến với đêm thi thứ hai của vòng tranh giới để tìm câu trả lời. Phân bón miền Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, cho phép Thanh Bạch gửi lời chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nhà Nông Tự Tin. Thưa quý vị, chương trình Nhà Nông Tự Tin do Công ty Sáng Tạo và Giải pháp Truyền thông số Á Châu thực hiện. Quý vị các bạn thân mến, chương trình hân hạnh được sự đồng hành của đơn vị quảng cáo truyền thông chính, đó là Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và Công ty Cổ phần Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao. Thưa quý vị, bây giờ thí sinh nào sẽ tiếp tục chương trình? Xin mời quý vị cùng chúng tôi hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Bạn có một giọng hát của một người ca sĩ chuyên nghiệp, khán phòng ở đây phải bùng nổ. Và đến lúc này em mới hiểu vì sao là tuần trước là điểm cao nhất. Vị trí số 1 đã có chủ. Chúc mừng đến Vy Mai. Số 1 sẽ bị rời đi nếu như có ai đó thách đấu với số 1. Thì người đó hát số điểm cao hơn sẽ chiếm vị trí số 1. Và không phải là một người thách đấu mà 3 người hay 4 người, 5 người sẽ thách đấu cùng em. Chính điều đó làm nên kịch tính của chương trình. Mà những giọng ca nội lực ở bên dưới này còn không phải là ít. Và bây giờ là 15 giây để thách đấu với ghế số 1 của bạn Đỉnh. Xin mời các thí sinh bắt đầu. Không ai dám hết. Thời gian đã hết, xin cảm ơn. Chúng tôi thấy nút vàng đã lên, yeah với lại anh Đỉnh. Mừng cho anh Đỉnh an toàn trong một bài tiếp theo. Xin mời thí sinh theo thứ tự mã số 06. Xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều. Hay quá. Có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian.
nhớ nhung bóng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng dòng trời, tình yêu cao phú tựa gió bên trăng, ước mơ xuân ngời bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du chắp cánh bay, bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây, áng mây bay theo dòng thời gian. Giọng cũng khỏe nha. Tốt. Phố xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian. Nhớ nhung bông về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng dòng trời, tình yêu cao vũ tựa gió bên trăng, ước mơ xuân ngời bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du chắp cánh bay, bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du chắp cánh bay, bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay dòng thời gian. Thưa quý vị, thời gian 30 giây bình chọn cho thí sinh Nguyễn Minh Công xin được phép bắt đầu. Và bây giờ xin mời các giám khảo thân mến hãy bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình với phần dự thi của anh Nguyễn Minh Công. Cái chất giọng mà vang ấm của anh nó rất là hợp với cái bài hát này, và nó làm cho tổng thể rất là hòa quyện và rất là dễ chịu. Nãy giờ em có cảm giác như mình đang là một khán giả đến một cái phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu thả hồn mình vào những cái giai điệu rất là đẹp, những cái lời bài hát rất là thơ. Chúc mừng anh. Dạ, xin cảm ơn ạ. Lại một quý ông lịch lãm nữa của nhà nông tự tình. Giọng hát rất là trầm ấm, dày và có một cái gì đó rung rất là truyền cảm. Và anh có một cái xử lý rất là khéo, là đó là câu cuối cùng á, mà của cái phần mà gần kết là anh không có lên cao mà anh đi xuống thấp, để anh dồn sức cho cái câu lên cao để cho nó được ép phê hơn. Người và giọng rất là hợp cảnh với nhau. Rất cảm ơn anh Quang Thảo. Xin cảm ơn.
Hôm nay thì Công lại chọn một cái bài hát đối với tôi là nó rất là khó. Lúc đầu thì như tôi có quay qua Quang Hà, tôi bảo là cái lúc đầu nó hơi không có được rõ lắm, chứ có lẽ là còn hồi hộp. Nhưng mà bắt đầu từ Dân Tấu trở đi, Dân Tấu trở đi là quá tuyệt vời luôn. Công hát rất tốt luôn, rõ chữ, hơi đầy, nốt cao lên vút, mà nốt trầm rất là ngọt ngào. Tôi có nghĩ đây là một ca sĩ. Em rất cảm ơn các anh ạ, cảm ơn anh Kim Tử Long. Thưa quý vị, và bây giờ ai cũng mong ngóng kết quả thì sự bình chọn đúng không nào? Xin mời phòng máy chúng ta xem kết quả của thí sinh Nguyễn Minh Công. Để thách đấu cùng với thí sinh Nguyễn Minh Công, 15 giây bắt đầu. Ờ, máu nhờ. Ai còn nhớ trong số 3 thí sinh có bình chọn cao hơn không ạ? Nguyễn Văn Cường. Nguyễn Văn Cường, xin mời bạn. Khi tôi quyết định thách đấu với anh Nguyễn Minh Công, một lý do là mình sợ không được thi, một lý do nữa là mình rất là run, mình sợ là không được đi tiếp. Phải chăng lúc này em có một người thế thân, họ cho em nhiều, bên em sống tối nùng chiều. Còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ, em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đông đêm, vậy mà em anh than với trời, thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mau. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ, em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đông đêm, vậy mà em nỡ buông tay anh rồi buồn đau, anh khóc anh than với trời, thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình.
thật lòng, sao anh nhận lại bằng không? Yeah. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình được người mình yêu. Rồi hát xong mới sợ quá là kìa. Thời gian bình chọn xin được phép bắt đầu. Thời gian bình chọn vừa xong. Thưa quý vị, trước khi công bố số điểm, số bình chọn, chúng tôi xin mời chia sẻ từ ban giám khảo. Xin mời anh Kim Tử Long. Thật sự là giọng của hát của em anh rất thích luôn. Em hát không phải bằng kỹ thuật, em hát không phải bằng một nghệ sĩ, một ca sĩ chuyên nghiệp, mà em hát bằng trái tim. Đối với anh, em quá tuyệt vời. Dạ em đúng. Cảm ơn em. Em thì lại có một ý khác với anh Long. Có thể là em không chứng kiến bạn ý thăng hoa ở trong những cái tập trước và đạt cái số điểm cực kỳ cao. Ở cái tập này ngày hôm nay thì hoàn toàn anh không thấy được cái sự tự tin ở trong con người của Nguyễn Văn Cường. Và khi em hát xong em tự nhiên vỗ ngực, em cảm thấy ồ, mình vừa vượt qua một cái, coi như là một cái gì đó nó rất là nó, đấy là mình không có cảm thấy được hạnh sung sướng khi mình hát. Em bên Cường nha, em bên Cường. Tại vì cái ưu điểm nhất của Cường đó là hát rất là rõ lời. Đó là một cái điều mà mọi người chắc chắn sẽ rất là công nhận. Bởi vì ca sĩ mà hát rõ lời, người ta lập tức sẽ cảm nhận được bài hát. Và tình cờ cái sự mà luống cuống của bạn hôm nay nó rất là hợp với cái nhân vật của cái bài hát này. Bị bỏ mà, đúng không? Bị bỏ phải như vậy thôi. Khổ quá mà. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì kết quả bình chọn từ ban giám khảo sẽ được hiển thị ngay sau đây trên màn hình. Xin mời Nguyễn Minh Công ra xem kết quả bình chọn của bạn Nguyễn Văn Cường. Wow! Cùng số điểm 90. Trời ơi. Khi em biết em được 90 điểm thì ngang bằng số điểm của anh Công thì em rất là vui, rất là tự hào về bản thân. Hai nữa là mọi người, khán giả với lại ban giám khảo rất là thương em. Thưa quý vị, vì số ghế trên vị trí này đã được quy định là không thể thay đổi số người, để vì tính công bằng của chương trình, cho nên buộc lòng ban giám khảo sẽ người ra quyết định. Cái này làm khó ban giám khảo quá. Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải chọn ra một người. Sau khi mà ba anh em chúng tôi bàn bạc với nhau, tôi xin phép được thay mặt cho hai bạn của tôi sẽ dành cái phiếu để cho một bạn được ngồi vào vị trí an toàn. Tôi xin được chọn Nguyễn Văn Cường. Cảm ơn rất nhiều. Khi được ban giám khảo chọn em, cảm xúc của em rất là vui. Vui hơn tất cả. Xin cảm ơn ban giám khảo. Tôi muốn nói một điều với bạn Công. Bạn hát rất tốt, rất tuyệt vời. Một lần nữa xin lỗi Công. Long đã chọn Cường. Xin mời Nguyễn Minh Công hãy chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Nguyễn Công đây thực ra là cũng là lần thứ hai có mặt ở sân khấu này rồi. Mình cũng cảm thấy là rất là vinh dự. Dù như thế nào ấy thì cũng rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một cái sân chơi mà để nhà nông chúng tôi có thể có đủ cái sự tự tin để cất lên cái tiếng lòng của mình. Và có mặt đến lúc này rồi thì mình cũng cảm thấy rất là vinh dự rồi. Cảm ơn tất cả. Vài lời em muốn gửi đến anh Công. Anh Công hãy yên tâm, nếu mà anh không được mùa này thì anh hãy đi tiếp mùa sau. Em luôn ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật.
Thưa quý vị, chúng ta đang còn 4 chiếc ghế trên kia. Và em hãy chọn cái ghế nào mà em cảm thấy thích. Xin mời em. Vị trí của bạn Nguyễn Văn Cường là số 7. Thưa quý vị, và ghế số 1 đâu có yên ổn gì đâu. Bây giờ 15 giây để giành chiếc ghế số 1 với tỷ số bình chọn là 94%. Và nếu như các thí sinh cảm thấy nội lực của mình có thể vượt qua 94 thì xin mời 15 giây bắt đầu. Go! Wow! Trời ơi, tôi ngỡ ngàng, tôi bỡ ngỡ. Không có gì hết. Đó là sự dũng cảm của người con núi rừng Tây Nguyên. Chàng có tay nồng nhiệt. Lý do thách đấu là mình nghĩ mình số 10 nên ít còn cơ hội để mình được lên sân khấu. Cho nên đó là cũng quyết định để lên sân khấu để được hát một lần cho thỏa mãn cái đam mê và cũng là một cái cơ hội để đứng trên một cái sân khấu lớn. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời. Hỡi trái tim cháy yêu thương, thắp ánh sáng trong hồn tôi khi yêu tư đang đong đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan tan, cuộc tình đã mất thật xót xa. Hỡi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo đã mỏi mòn, điều nhạc ơn ai nay còn đâu. Đơn đau trái ngang mình tôi mà cùng với đã tôi chết tựa ngàn khơi. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hồn tan vỡ chân tan đời ngã. Nào đó nếu ánh dương sẽ không còn, loài người chìm trong đêm gió băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong di vang. Em bên anh vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, còn tim ta như đã lại. Lang thang mong tìm em, ôi cơn đau thương thân ra rời mà tình không lối đi. Nàng là giấc mơ diệu kỳ để hồn tôi úa men rượu cay. Thật đớn đau trái ngang mình tôi mà không coi đã tôi chết giữa ngàn khơi.
giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hồn tan vỡ trăng tan nơi ngã tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời. Hỡi trái tim cháy yêu thương. Thưa quý vị, thời gian bình chọn xin được phép bắt đầu. Lê, 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 lê. Dạ, xin cảm ơn. Em thấy ngay rằng là hôm nay là tiết mục của anh là bùng nổ. Và anh hoàn toàn gọi là anh thăng hoa trong cái phần trình diễn vừa rồi. Là bỏ qua tất cả những cái lỗi đó là bị hát sau nhịp một tí xíu. Nhưng mà vì sao anh vẫn về được cái đúng nhịp của mình. Ngày hôm nay là anh không coi ở dưới này là ban giám khảo hay là cái gì hết cả. Đây là khán giả của anh hết. Và ngày hôm nay tất cả mọi người đã cổ vũ cho anh hết sức mình. Chúc mừng anh. Wow. Em thì đặc biệt rất là hứng thú bởi vì đây là tiết mục mashup gần như là duy nhất của đêm hôm nay mà em thì rất thích tư duy mashup, tại vì mình sẽ có một cách nhìn rất là mới về những cái bài hát mà trước đây mình đã từng quen thuộc, và anh đã làm rất là tốt. Một cái điều nữa anh đã làm mà các bạn thí sinh sau phải để ý, đó chính là tương tác với khán giả. Bởi vì người chấm điểm là khán giả. Ngày hôm nay thì đúng là anh làm cho tôi rất là ngạc nhiên luôn. Từ ngạc nhiên này qua tới ngạc nhiên khác, tôi không ngờ hôm nay anh lại bùng nổ như vậy. Quả thật là nếu như là giống như Long hay là Quang Hà hay là Hamlet hát bài này chưa chắc gì khán giả ủng hộ gì đâu. Được ngồi cái ghế đó hay không, không quan trọng. Quan trọng là ngày hôm nay anh đã làm được một cái điều mà cả cuộc đời anh sẽ ghi nhớ mãi. Còn bây giờ là đối với anh là quá tuyệt vời. Nhà Nông ơi, nhà Nông có muốn nói gì với quý vị khán giả không? Lê sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, phố núi còn chút gì để nhớ. Em Pleiku mà đôi môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướn và mắt em mướn, nên em mềm như mây chiều trong. Cảm ơn toàn thể quý vị đã cho Lê được hiện diện trên sân khấu đẹp tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Lê ngày hôm nay. Xin một lần nữa cảm ơn. Hay quá. Xin mời là mời anh định xuân đầy ngày, tình tình tang là tang tình tình, cơ anh rằng anh chàng ơi, rằng có biết là biết hay chăng. Kết quả bây giờ từ nhà Nông Tự Tình, dòng thi này sẽ như thế nào? Chín mươi phần trăm, chúc mừng anh. Hối tiếc thì chỉ có hối tiếc là mình lựa chọn một cách nó hơi vội vã, và cũng mong muốn là mong chương trình sẽ tổ chức năm sau và những năm sau nữa, để những người làm nông có cơ hội ở những vùng sâu, vùng xa được tham gia. Cảm ơn rất nhiều. Và chúng tôi chúc anh có nhiều năng lượng như thế này để trong bất kỳ nơi nào mà anh biểu diễn. Hẹn gặp năm sau. Xin cảm ơn. Thưa quý vị,
trong 6 người sẽ có 3 người ngồi trên kia, đúng không? Dạ bây giờ, cái người tiếp theo, theo số thứ tự, chúng tôi xin được giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Ánh Duyên. Một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng, gửi lòng ta nhớ mương vang xa. Nhìn ánh trăng mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn non ngàn chẳng tàn úa rồi khuất mờ. Lòng còn hoài mơ một đêm, điều nhạc rền vang rừng thông, rượu cần càng vui càng uống, đóng say men nồng tình duyên. Cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mới. Nàng ngồi lặng nghe chàng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Suốt cánh tàn kề vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xa xa như ước mơ. Duyên tình thơ mong dưới trời, thời gian vẫn trôi hoài chẳng tàn úa rồi khuất mờ. Dạt dào tình vương sân nữ, tình thơ ngày bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trang sáng, ta nhớ ngày qua sao sớm tàn. Lòng còn hoài mơ một đêm, điệu nhạc rền vang rừng khóc, rượu cần càng vui càng uống, đắm say men nồng tình duyên. Cùng nàng ngồi bên bờ suối, hẹn hò một duyên tình mới. Nàng ngồi lặng nghe chàng nói, khẽ rung rinh đôi làn môi. Vai say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng, nàng nhìn ra phía trời xa 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 như ước mơ. Mơ về phía trời khuất xa, một tình thơ chốn non ngàn chẳng tàn úa rồi khuất mờ. Tàu tình vương sơn nước, tình thơ ngay bên suối, xót xa duyên tình xưa. Lạnh lùng ngồi trong trăng sáng, ta nhớ ngày qua cười lan gió đưa. Gió ơi đưa về chốn xưa, biết xa bên đôi suối thơ, mong ai sao còn ước mơ. Gió ơi đưa về chốn xưa, biết xa bên bờ suối thơ, mong ai sao còn ước mơ. Phần
khí rất tuyệt vời. Và bạn hát có cái chất men say, cái đoạn mà gần gần cuối giống như bạn cũng say rượu cần. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần bình chọn 30 giây của khán giả thương yêu. Thời gian bình chọn đã hết. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ công bố kết quả bình chọn một chốc lát nữa đây. Còn bây giờ là sự chia sẻ của ba ban giám khảo. Thật ra về chị không phải là không có giọng đâu nha. Có giọng mà còn giọng lạ nữa cơ. Có nghĩa là em nghe được cái độ rung của chị rất là hay. Chỉ là bởi vì hôm nay vì cái yếu tố sức khỏe, cho nên là cái lực nó không có. Nó cứ bị ở lại trong này nè, nó không thoát ra được. Chứ thật ra là giọng chị là một cái giọng rất là lạ. Vì vậy là em vẫn rất là thích tiết mục này. Chúc mừng chị. Như em đã nói là sức khỏe các em không tốt, nhưng mà đối với anh như vậy á, nó rất là chân phương với giọng hát của em. Khi mà em cất giọng hát lên với cái bài Trăng Sân Cước này đó, thì anh nghĩ rằng là như vậy là quá tuyệt vời rồi. Chỉ có những đoạn cao của em thì nó hơi bị rè, nhưng mà hơi bị rè đó, nó không phải là rè mà để cho người ta nghĩ rằng em đang khan tiếng, mà cái rè đó là cái rè người ta tưởng đâu là đó là giọng đặc biệt của em nữa. Thật ra thì đôi khi á, bất lực bất tòng tâm. Vì mình ho quá nhiều như vậy mà mình lên mình hát được như vậy là đã quá giỏi rồi. Cộng với một cái bản phối nó hơi hiện đại một chút xíu. Thế nên đôi khi mình chưa có thể là bắt nhập được bằng vào cái bản phối nó nhuần nhuyễn. Nhưng mà ngày hôm nay thì bạn đã làm hết sức mình. Với cái tinh thần, với cái sức khỏe như vậy thì Hàn nghĩ rằng là phải đáng khâm phục. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả bình chọn từ khán giả của chương trình Nhà Nông Tự Tình. Mình thấy cái điểm số này là nó rất là hợp lý, bởi vì là hôm nay mình thể hiện chưa được tốt. Mình hát như thế thì cái điểm số như vậy thì mình nghĩ là khán giả cũng một phần nào đó ưu ái cho mình rồi. Thưa quý vị, và bây giờ thí sinh nào có số điểm cao nhất của vòng thi trước trong số các thí sinh giơ tay thách đấu sẽ có cơ hội lên sân khấu để trình diễn ca khúc của mình. 15 giây thách đấu bắt đầu. Thật sự ra thì mình cũng không có bất ngờ, bởi vì là những bạn còn lại á cũng phải tranh thủ cơ hội để thách đấu. Bởi vì hôm nay mình cái phần thể hiện của mình nó rất là tệ. Cho nên là bạn nào thách đấu với mình thì cũng cái cơ hội vào vòng trong rất là cao. Thưa quý vị, 15 giây vẫn còn. Số 13. Xin mời. Số 13 lên đi. Và thời gian đã hết. Xin được mời thí sinh mang số báo danh 12 sẽ bước lên sân khấu. Lúc đó mình chỉ nghĩ là mình muốn được lên sân khấu để thể hiện. À, tới giờ phút đó thì không còn gì để mất. Nên là mình quyết định là mình sẽ đấu. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui? Bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm cho em mơ tình yêu ta trao nhau bao giờ nguôi. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Mưa vẫn lạnh lùng, mưa bay ngăn cánh bọn mình đêm.
cho em yêu anh. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên gác xưa quanh hiu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, tình yêu ta trao nhau bao giờ. Xin mời quý vị hãy chuẩn bị để bình chọn cho Thanh Thúy với bài hát vừa rồi. 30 giây dành cho khán giả bình chọn bắt đầu. Hôm nay ai chọn cho em cái băng đồ vậy? Dạ, bên stylist ạ. Bên makeup. Cái đôi bông tai nè, băng đồ và nó smash với lại cái trang phục của em, nó làm cho em rất là đầm thắm, thùy mị, đoan trang, mỹ tâm. Dạ thôi xin mời ban giám khảo. Em rất khôn ngoan khi em chọn ca khúc này. Nó rất là phù hợp và với chất giọng của em. Và đặc biệt hơn nữa là nó phối bằng một cái giai điệu rất là nhẹ nhàng. Nó làm cho cái người nghe rất là thoải mái, đúng là bolero luôn. Em không nghĩ là nó an toàn, mà mình phải dùng cho nó một cái từ là bolero chừng mực. Có nghĩa là chị có những cái bỏ luyến nó rất là vừa phải, để người ta vẫn nhận ra đây là một bài bolero, nhưng mà người ta không bị mệt vì những cái nó quá ủy mị. Mà nhất là với một cái sân khấu đang thi nữa, cho nên là chị làm rất là chừng mực. Mà cả chị bỏ cái câu hát của anh Đức Huy cuối cùng vô bài, nó cũng hợp luôn, một cái mini mashup. Tại vì hai bài hát không liên quan dòng nhạc, mà mình để vô chung một ngữ cảnh mà lại hợp lý như thế. Chỉ có một chút xíu thôi, đó là khi mà chị diễn cái bài này, em mong là chị đi vào trong nhiều hơn, đừng tìm kiếm nhiều quá. Đi nhầm nhầm tìm kiếm hoặc là nó sẽ mất cái cảm xúc nó đi. Nhưng mà cơ bản thì đây là một bài mà em rất là thích. Sao thì thấy rằng là bài hát với cả trang phục với cả giọng hát của bạn nó phù hợp, nó match với nhau rất là hoàn hảo. Và cái tiết mục này là một tiết mục trọn vẹn, không thấy có một cái điểm nào phải chê cả. Như vậy là Hà thấy là mình đã là được điểm cộng rồi. Xin cảm ơn bà giám khảo. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm từ thí sinh Thanh Thúy do kết quả bình chọn của khán giả. Xin mời. Chín mươi điểm. Wow. Xin được chúc mừng Thanh Thúy. Và xin cảm ơn Ánh Duyên đã đến với chương trình. Lúc mà biết được số điểm cao thì Ánh Duyên anh rất là mừng. Nhưng mà trong cái quá trình ngày hôm nay
gặp gỡ tiếp xúc về chị Anh Duyên thì biết chị cũng bị ốm. Cho nên là khi mà cái số điểm của mình nó cao như vậy, mình cũng cảm thấy có một chút gì đó rất là tiếc nuối cho chị Anh Duyên. Đối với cái phần thi của bạn á, là bạn làm tốt hơn mình rất là nhiều. Mình chỉ có hơi buồn một chút. Như hôm nay mình không được cái sức khỏe như mình mong đợi để mình được thể hiện hết mình với cái bài hát đó. Nếu mà chương trình vẫn còn tổ chức thêm mùa sau nữa thì có thể mình sẽ tham gia một lần nữa. Và bạn Thanh Thúy đã quyết định chọn ghế số 8. Thưa quý vị, và bây giờ trước khi đến phần dự thi tiếp theo, sẽ có 15 giây để thách đấu với thí sinh vị trí số 1. 15 giây, bắt đầu. Thời gian đã hết. Trời ơi. Chúng tôi xin được mời thí sinh tiếp theo với số lá thăm 09 sẽ bước lên sân khấu và trình diễn ca khúc của mình. Yêu ai mà chẳng có lúc buồn, thương ai rồi cùng đến lúc buồn. Ừ thì anh phải đứng dậy thôi, nhật ký cất đi rồi. Thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau. Nếu quay thời gian đến lúc đầu để nói rằng nay chàng trai hãy nhớ cho người con gái cô đơn lắm đây. Tại sao không níu lấy để mất đi một người chỉ vì vô tâm? Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã quá muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người. Là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế, chia tay có khi làm mình lớn lên. Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Quay thời gian đến lúc đầu để nói rằng nay chàng trai hãy nhớ cho người con gái cô đơn lắm đây. Tại sao không níu lấy để mất đi một người chỉ vì vô tâm? Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã quá muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người. Là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế, chia tay có khi làm mình lớn lên. Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã quá muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người. Là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế,
chia tay có khi làm mình lớn lên. Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Nhật thấy sao Nhật? Dạ, thấy đã. Thấy đã. Dạ, thưa quý vị, mình còn 30 giây từ khán giả với Tân Nhật xin được phép bắt đầu. Con hát bài này đó, chú mới phát hiện ra cái giọng con rất là lạ. Nhưng mà con phải cần luyện hơn nữa để cái giọng lạ nó trở thành là một giọng hay, vì con đang bị phát âm nó chưa chuẩn. Khi mà con lên cái nốt cao, những cái lúc mà lên cao chữ khóc nó không có gọn. Con khóc lại cái chữ khóc lại của con coi cho nó gọn lại được chưa. Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Đấy, giọng con rất là hay. Tình thiệt mà nói nha, sau 14 bài á, thật ra là âm thanh của Nhật phát ra là hay nhất. Hay nhất. Là đẹp nhất từ đầu tới giờ. Cả những cái nốt thấp á, nghĩ là mình xuống mình sẽ dễ bị loạn choạng, nhưng vẫn xuống được, vẫn nghe rất là đẹp. Bạn này có cái giọng mũi đưa lên rất là hay. Dạ. Người ta thường đưa lên mũi rất là khó nghe, nhưng mà bạn này đưa lên giọng mũi thì lại rất là hay. Chỉ có một cái duy nhất thôi, đó là nghiên cứu bài hát. Cái bài hát này người ta thường sẽ hát theo một cách phớt hơn và chia hơi đủ để cho dễ hát hơn và đúng với nhịp. Còn em mà bởi vì em quá dừng lại để nắn chữ, cho nên là hát không kịp cái nhịp. Nên là mình phải nghiên cứu cái bài hát này, nghiên cứu cách hát của nó. Vẫn rõ chữ nhưng mà nó phải kịp cái nhịp thì nó sẽ hay hơn. Nhưng bạn lên tông rất chuẩn. Đó là một cái điểm rất là tốt. Và vì lên tông rất là khó mà bạn lên làm được điều đấy thì phải là tán thưởng cho bạn thật là nhiều. Đó, nên là Hà hoàn toàn thích bài tiết mục này của bạn. Và kết quả sự bình chọn sẽ được hiển thị ngay bây giờ. Trên 12%. À chà, cái này thách đấu. Thưa quý vị, và 15 giây này để thách đấu cùng với thí sinh Đặng Thanh Nhật. 15 giây xin được phép bắt đầu. Wow. Wow. Tự tin. 15 giây vẫn còn. 2, 1, hết. Lúc đó là chỉ còn có 3 người mà tôi nghĩ rằng là tôi phải chiến đấu. Ở đằng phía ghế ngồi bên kia chỉ có mỗi một thí sinh nữ và có rất là nhiều thí sinh nam. Thứ hai là vì các chị em cùng phòng đều đã phải ra về. Và thứ ba là chiến đấu cho chính bản thân mình. Mình muốn vượt qua chính mình. Ít nhất nếu em ra về em cũng sẽ hài lòng. Hiếu không giơ tay thách đấu với những thí sinh mà trước đó, tại vì Hiếu biết cái khả năng của Hiếu. Hiếu vẫn cố tình, thật sự lúc là cố tình để chờ cái phút chót thì Hiếu sẽ được lên hát và người khác sẽ thách đấu Hiếu, chứ Hiếu không thách đấu ai cả. Lẽ ra vị trí số 11 là vị trí tiếp theo, nhưng bạn đã để đến bằng vị trí tự nhiên thì chắc chắn sẽ đến bạn mà thôi. Cho nên điều đó, chúc mừng thí sinh số 13 sẽ có cơ hội bước lên và thử tài. Thank you.
còn đây những khát khao yêu thương anh dâng trào. Ngày hôm nay ở đời tôi phải cố gắng bước qua, chẳng thể nói thứ tha. Hay quá. Người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vẫn nát rồi. Chỉ biết không cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim em, giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đổi. Anh yêu vội thế, cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bật khóc, biết chót yêu người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vàng, cho trái tim em nơi này. Người ấy là ai trong số ba vị giám khảo này ạ? Dạ, người ấy không là ai trong ba vị ban giám khảo mà em chỉ tưởng tượng thôi ạ. Vâng, và bằng sự tưởng tượng đó các bạn hãy bình chọn đi. Thấy các bạn say đắm quá chừng luôn. Và bây giờ 30 giây bình chọn xin được phép bắt đầu. Thời gian 30 giây đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những cảm xúc từ các giám khảo. Khi mà Hồng Thầm hát ấy,
là Hà thấy được cả cái sự coi như là mãn nguyện. Bản thân Hà cũng như vậy. Hà ngồi dưới này là Hà chìm đắm trong giọng hát của bạn. Chuyên nghiệp nhá, từng câu từng chữ một. Và hát lúc to lúc nhỏ, có nhấn có nhá. Và cái hay nhất đó là hát rất tình cảm, có cảm xúc và có cao trào và có bỏ nhỏ, có sâu lắng. Trong hai tiết mục thì Hà thích tiết mục của bạn hơn. Trời, bắt tay anh rồi, em về với anh hôm nay. Chắc có lẽ là chị thấy là em đứng lên nhiều nhất từ đầu đến giờ, bởi vì em quá thích. Em thật sự rất thích, mọi người vỗ tay lần nữa đi ạ. Để nói rằng thách đấu giữa bạn và Nhật, đó là một cái gì đó làm đau nhói trái tim tôi. Tại vì bạn mà rời khỏi cuộc chơi này tôi cũng đau, mà Nhật rời khỏi cuộc chơi này tôi cũng xé lòng. Tại vì với số điểm 92%, đó là một số điểm đang dẫn thứ nhì của chương trình ngày hôm nay. Mà nếu như bạn vượt qua thì chúng ta lại mất đi một giọng hát quá tuyệt vời. Đó là giọng hát của Nhật. À, đó là cái điều trớ trêu nhất. Tại mà sao? Tôi nghĩ đến thời điểm này tôi rất quá đau lòng. Và bây giờ xin mời Nhật trở lại sân khấu cùng với Hồng Thắm để xem kết quả bình chọn của khán giả trường quay. Thưa quý vị, bình chọn kết quả của Hồng Thắm ra sao trong Nhà Nông Tự Tình? Xin mời. Đã cố gắng hết sức và cũng chúc mừng cho chị Thắm được lọt vào top 10 của cuộc thi. Và khi tôi thấy tôi thua người cao điểm nhất thì tôi cảm thấy rất là tuyệt vời và không có gì để hối tiếc trong cuộc thi này cả. Xin cảm ơn bạn đã đến với Nhà Nông Tự Tình. Xin mời phần chia sẻ của Hồng Thắm. Khi bạn đứng vị trí còn cao hơn cái số 1 thì là 96. Đạn xứng đáng đại diện cho phụ nữ của Nhà Nông Tự Tình. Xin mời chia sẻ cảm xúc ạ. Dạ vâng ạ, giờ phút này thì em rất là vui, rất là xúc động ạ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đám cưới em ạ. Thật là hôm nay ở trong lòng em cũng rất là lo lắng vì là sợ bay về muộn không kịp xe ạ. Vâng, và 96% điểm đó là món quà đặc biệt của chương trình gửi tặng cho em trong ngày tân hôn. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn chương trình và cảm ơn toàn thể quý vị khách khán giả. Vậy bây giờ lần trước em còn nợ một lời hứa với vị hôn phu của mình, thì giờ nói luôn đi. Anh ơi, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh tất cả vì đã chia sẻ cùng em và luôn luôn đứng sau ủng hộ em. Chào em sẽ về ạ. Vâng, khán giả rất trân trọng những giây phút tuyệt vời vừa rồi. Và bây giờ cái ghế mà bạn chọn là cái ghế số mấy ạ? Số 9 hay số 10? Em sẽ chọn số 9 ạ. Xin mời bạn. Thưa quý vị, và bây giờ ai sẽ là người thách đấu ghế số 1? Đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã quay lại với chương trình Nhà Nông Tự Tình. Thưa quý vị, chiếc ghế số 1 kia sẽ được thách đấu 15 giây với hai thí sinh số 11 và số 16. Xin mời, thời gian 15 giây bắt đầu. Mặt rất là thản nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra. 15 giây cứ trôi qua, kệ nó đi. Được rồi. Thời gian đã hết. Và theo thứ tự xin được mời thí sinh tiếp theo, đó là thí sinh Dương Trung Hiếu. Xin mời bạn. Có sao đâu, không chi em cho phai mã hồng được gì. Giọt lệ này dành để mai đây,
về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu mà tiếc thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách địa trùng châu. Người thì mong một đời cao sang, người thì còn trắng áo tay trường. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh đã biết rằng con chim quý phải ở lâu xóm. Anh không trách là em vội vàng, mà em ơi, anh chỉ trách em. Trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối trên ly bôi, uống đi em, sao em mất lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mây sân ga. Riêng em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng châu. Người thì mong một đời cao sang, người thì còn mãi trắng đôi tay. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh đã biết rằng con chim quý phải ở lâu xóm. Anh không trách là em vội vàng, mà em ơi, anh chỉ trách em. Trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối trên ly bôi, uống đi em, sao em mất lệ nhạt nhòa. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu đi mây sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Một tình nào rồi cũng đi qua, một đường tàu biết mây sân ga. Xin em xem anh như một gã nhỏ dọc đường. Sân khấu về khuya càng nồng nàn, càng có nhiều nhân tố để chúng ta có thể thưởng thức. Hỡi khán giả thương yêu ơi, cầm máy lên đi, 30 giây dành cho các bạn bình chọn. Bắt đầu. Xin mời giám khảo Kim Tử Long.
Hôm nay là quả thật là anh cũng bất ngờ khi em trình bày bài hát này. Giọng em mượt nhưng mà có cái là em khi mà em hát những cái đoạn nấc nó hơi bị khô một chút. Nhưng mà có thể đối với anh là như vậy, nhưng đối với em lại là một cái ưu điểm của em thì sao? Không sao cả, chỉ có là mình phải hát bằng cái trái tim của mình. Và giọng của em hôm nay rất tốt, anh chúc mừng em. Em cũng rất là đồng ý với giám khảo Kim Tử Long. Em thích cái sự nồng nàn của anh, cái sự tự tình đúng với lại chủ đề của chương trình. Và những cái chỗ mà anh miết chữ trong cái bài này nó rất là đáng giá. Và anh tập trung với nhân vật của mình, khúc cuối buông thõng tay rồi cảm thấy rất là đau khổ. Nói chung là đây là một tiết mục rất là thích. Xin cảm ơn Hà Lê Trường. Đây là lần đầu tiên Hà nghe Trung Hiếu hát. Thì ở cái tác phẩm này thì Hà thấy rằng là giọng hát có này, tình cảm có này, thiếu một chút xíu ngọt ngào, cái luyến láy, cái gọi là cái luyến láy của Bolero. Cái phần B thì hát hơi bị chạy nhịp một chút xíu. Mình bắt buộc mình phải vững cái nhịp của mình thì mình hát nó mới trọn vẹn hơn. Đó là cái chia sẻ của Hà trong cái tác phẩm này. Cảm ơn Hà nhiều. Xin cảm ơn ba giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem kết quả bình chọn từ các khán giả dành cho Triếu như thế nào. Xin mời. Và bây giờ cái người thách đấu duy nhất có thách đấu không ạ? Ok. Hiếu được bạn Bình thách đấu thì cái cảm giác lúc đó thì Hiếu cảm thấy là nó thật sự rất là rung, rất hồi hộp lắm. Tôi là người hát cuối cho nên chắc cũng có áp lực, mà tôi đã thức 3-4 giờ sáng để tập luyện bài này. Năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng chừng đã quên, nhưng mây bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn, mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn còn trong anh cả một trời cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ, tình bất phân ly tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm, cho qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong anh một đời cuồng đi.
cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm, trôi qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi, trong anh hôm nay quên tình còn đây. 10 năm cách biệt tình đành quên lãng, như mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu ơi, một dòng thư cũ vẫn còn trong anh một đời cuồng điên. Alo. Không thể sao là không nhớ ra lời luôn, để kết luôn. Nó cũng có thể là do tâm lý, tại vì mình là một người thi cuối cùng. Hồi hộp và tâm lý quá, căng thẳng quá. 30 giây dành cho tất cả những khán giả trường quay để gửi yêu thương đến anh Nguyễn Văn Bình. Thời gian 30 giây đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những cảm xúc từ các giám khảo. Người cuối cùng sẽ phải gánh một cái áp lực lớn dữ lắm, không kém gì người mở đầu. Cho nên là mọi người vỗ tay cho anh thêm một lần vì điều đó. Em nhớ hoài thầy thanh nhạc của em bảo là con học bao nhiêu thứ kỹ thuật, cuối cùng con hãy quên đi, thứ ở lại với khán giả là sự đậm đà. Thì đối với cái chất giọng của anh, em thấy có sự đậm đà đó. Nên là không có gì phải buồn hết. Mình sẽ làm tốt hơn nữa ở những lần khác. Yên tâm nha. Đối với tôi thì Bình hôm nay giọng rất tốt. Không phải là bị hụt giọng gì cả. Nhưng cái vấn đề là cái bài phối nhạc này để đặt Bình vào trong đó rất khó. Cái phối nhạc này cần phải có một chất giọng khỏe, chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh thì mới hát được với là cái phối nhạc này. Còn Bình ngày hôm nay với cái bài phối nhạc này, Bình hát nó quá an toàn mà nó quá nhịp nhàng đi. Nó không có gây ra một cái gì để cho người ta thấy dằn xé trong bài hát cả. Và chắc có lẽ là vì vậy cho nên là Bình bị phân tâm. Và cái người cuối cùng nữa cho nên là phân tâm quên lời, quên chỗ hát. Quên nhưng vào luôn. Quên bài luôn quên đấy. Vào. Nhưng mà không sao cả. Đây là một sân chơi mà mình cứ chơi thoải mái. Vậy thôi. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi Bình ơi. Chúc mừng. Đó. Chúc mừng Bình. Hãy biết rằng là cánh người cuối cùng thì rất là áp lực. Hà biết điều đó, nhưng mà áp lực thì nó cũng không giải quyết được điều gì cả. Và nó chỉ làm cho cái vấn đề nó tệ hại hơn thôi. Và Hà hy vọng rằng là đây là một trong những bài học để anh có thể rút kinh nghiệm, để mà hay hơn và tự tin hơn. Bây giờ thì ban giám khảo đã nhận xét xong. Xin mời Trung Hiếu. Thưa quý vị, kết quả từ anh Nguyễn Văn Bình xin được phép công bố từ sự bình chọn của khán giả trường quay. Tôi cũng mừng cho anh Hiếu thôi, bởi vì là cái phần thi của tôi không được tốt. Anh Hiếu là xứng đáng. Xin cảm ơn anh Bình đã đến với chương trình Nhà Nông Tự Tình. Và xin mời Dương Trung Hiếu có đôi lời chia sẻ. Hiếu cảm thấy Hiếu thật sự rất là hạnh phúc và may mắn. Hồi nãy anh Bình anh hát là em đã khóc. Anh em ở chung một phòng.
anh em ở chung một phòng. Tại sao lại đối đầu với nhau đúng không? Trời ơi, cái đó là đau lòng lắm đó nha. À, suốt thời gian qua rất là tội cho anh. Thức 2-3 giờ để tập cái bài. Em hỏi sao anh tập hoài vậy? Thì anh nói là bài mới của anh Hiếu ơi. Thì em cũng thông cảm. Em cũng ngủ rồi, 1-2 giờ em ngủ mất tiêu rồi. Mà khi mỗi em thức dậy, ảnh vẫn còn hát. Mà khi anh hát xong hết cái bài, em tự động em khóc. Em khóc cho anh, chứ không phải khóc cho em. Rất là tội cho anh. Xin cảm ơn những chia sẻ chân tình của thí sinh Trung Hiếu, nhà nông Tự Tình. Và xin cảm ơn anh Bình. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở bất kỳ nơi nào trong tình yêu âm nhạc. Xin được chúc anh nhiều sức khỏe và làm tốt công việc của mình. Và bây giờ Trung Hiếu sẽ đến với chiếc ghế cuối cùng. Và đây cũng là các thí sinh sẽ chuẩn bị cùng chúng ta trong những chặng đường tiếp theo. Cho một tràng pháo tay chúc mừng các thí sinh của chúng ta đã an toàn trên vị trí của mình. Top 10 của thí sinh nhà nông Tự Tình 2023 xin được chúc mừng Trần Ngọc đến ghế số 1. Ghế số 2 Lê Bá Duy. Ghế số 3 Y Floyd. Ghế số 4 Đặng Quang Bình. Ghế số 5 Văn Tình. Ghế số 6 Nguyễn Văn Đông. Ghế số 7 Nguyễn Văn Cường. Ghế số 8 Nguyễn Thị Thanh Thủy. Ghế số 9 Đỗ Thị Hồng Thắm. Và ghế số 10 Dương Trung Hiếu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhà Nông Tự Tình với những cung bậc cảm xúc thật thăng hoa và cũng thật tràn đầy tình yêu thương dành cho nhau. Đại gia đình Nhà Nông Tự Tình xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả thương yêu đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình này do Công ty Sáng tạo và Giải pháp Truyền thông số Á Châu thực hiện. Chương trình Nhà Nông Tự Tình phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2, 21:20 trên kênh phát thanh truyền hình Phú Thọ. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn ủng hộ các thí sinh của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông chính, đó là Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành, đó là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và Công ty Cổ phần Super Phosphat và Hóa chất Lâm Thảo. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn bà giám khảo đã tận tâm hết lòng. Chúng ta đã đến với top 10 của Nhà Nông Tự Tình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Vậy, chủ nhân 10 chiếc ghế đã lộ diện. Với việc giữ vững ghế số 1, thí sinh Trần Ngọc Đỉnh sẽ có quyền ghép cặp cho đêm thi vòng đối đầu. Và 5 cặp thi đấu đó là Trần Ngọc Đỉnh, Lê Bá Duy, Đặng Quang Bình, Dương Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đỗ Thị Hồng Thấm, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Tình, Evoy, Nguyễn Văn Đông. Tuần sau, chúng ta sẽ đến với vòng đối đầu để xác định 6 cái tên bước vào vòng bán kết. Ai sẽ giữ vững phong độ giành quyền đi tiếp? Ai sẽ phải dừng lại? Liệu có điều bất ngờ gì xảy ra? Tất cả sẽ được trả lời vào đêm thi tiếp theo. Chúng ta cùng đón xem chương trình Nhà Nông Tự Tình phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy kênh truyền hình Vĩnh Long 2, 21:20 thứ Bảy trên kênh truyền hình Phú Thọ.